Phật. Hôm nay sáng ngày thứ ba ngày 18 tháng 4 2023, làm cái clip ngắn này cũng là thông báo để cho vụ mà buổi lễ ở ngày 30 tháng 4 trên núi Thiên Long Sơn á, lại có một số người nhắn tin với không hiểu, cho nên kịp hôm bữa hổm cái clip vừa rồi 118 không có giải thích rõ. Thứ nhất là cái buổi đó chỉ là thắng cho màu chiến tranh bệnh tật với đói thế giới, và đồng thời những cái nạn tai của nước Việt tránh được những nạn tai kế tiếp khi mà có chiến tranh xảy ra, thì xin bề trên gia hộ cho nước Việt là cho nó qua lẹ, chứ không phải mỗi lần khấn là cơ vận trễ lại. Cơ vận đã đi đúng khớp rồi, đã đồng bộ rồi, thì như phim vậy thôi, mình phải coi khúc này, đoạn này, đoạn này, đoạn kế tiếp nó xảy ra. Thì hôm nay thì mình cũng nhìn thấy những cái quốc gia như Brazil, Pháp đó, nó nghiêng về phía bên Trung. Thì đó là những cái bài học tương lai nhân loại không có còn chạy theo cái gọi là quyền lợi của mình nữa, mà phải chạy theo cái chung, cái đó là cái thiện. Thì tương lai Đức Phật Di Lặc xuất hiện thì một cái thế giới thánh thiện, tất cả những quốc gia hôm nay đều đóng một cái màn kịch để mà hiểu nhau. Thì trong đó có khối trục thì lãnh đạo là Trung Cộng. Nhưng mà sáng nay nghe tin tức còn nói tuyên bố nói Mỹ là nước gây chiến gây hấn náo loạn thế giới, Trung Cộng tuyên bố cũng vậy. Còn Biển Đông là của Trung Cộng mà Mỹ xen vào rồi đại khái mấy cái đó. Rồi ông Tổng thống Pháp, nước Pháp sau này sẽ có cái nghiệp lớn đó nha. Tại vì xưa có ăn hiếp Việt Nam mình dữ lắm á, lụi người thả trôi sông. Trở lại chuyện của mình thông cáo, chuyện mới vô hãng làm, sẵn thấy mấy comment đó thì để tại nhiều chuyện quá để hồi nó quên á, bật cái máy lên kiểu bay mấy cái upload lên để bên kia những họ thiên hay là những người khách muốn về thăm núi Thiên Long Sơn mà trúng nha, phải trúng ngay chốc cái ngày 30 tháng 4 á là không có được lên. Tới gì, thứ nhất chánh quyền cũng chưa cho phép mình lên đông nữa, chỉ dạng giống như những người phụ lo núi những hàng tuần á, những đứa nào mà lo núi hàng tuần á thì nó có cái thẻ để mà tưới cây hay là nhổ cỏ gì đó, thì những đứa đó thì bình thường. Còn những người ở xa mà không có cái thẻ đó thì làm ơn tránh cái ngày đó, chứ còn ngày 29 hay là ngày mùng 1 tháng 5 thì cũng ok. Mà ai mà đi chúc ngay cái ngày đó thì lúc đó đó, thứ nhất là cái sân nó để đầy bàn hết, 50-60 bàn, 50-60 bàn mà ai đã từng qua Thiên Long Sơn á thì nó cũng lớn không lớn, nhỏ không nhỏ. Mà ngay ngày đó khi mình để bàn cúng á thì tất cả cái luật á, mình không có được đi lòng vòng nha. Tại vì lòng vòng mấy vị đứng ở đó mà mình đụng vô người mấy vị là bất kính. Tại vì người của mình trượt dữ lắm, hôi thối rồi đủ hết á. Cho nên mình phải để cho mấy vị yên tĩnh. Tức là khi mà lên nhang rồi á, là chỉ có cái góc chỗ cái thư viện restroom nó đứng. Mà nếu mà đông quá cũng không có tập trung lại cái chỗ đó nữa. Thì Kiệt nói trước đó là những cái lý do. Lý do đó là lý do tránh không có chỗ đứng. Tại vì ngoài sân á, là hết cái sân á, là tất cả các vị đứng ở ngoài đó. Thứ nhất, thứ hai là chánh quyền á, nó cũng chưa cho mình 100% mà sinh hoạt bình thường lại. Phải cho kiện thời gian để sửa chữa restroom như là đường phố đồ này nọ lại.
thì mình sẽ tổ chức Tết và Trung Thu trở lại. Còn bây giờ thì chỉ sinh hoạt bình thường giống như những đứa con họ Thiên mà hàng tuần á lên phụ núi rồi sinh hoạt trên núi á, thì hôm đó thì cũng cần có nhiều bàn tay phụ, thì không không phải là số lượng đông, vài chục người thôi. Cho nên ai mà mua vé mà đi qua vì cái ngày lễ này đừng có nên nha, chuyện nói thật á. Rồi đừng có nói ồ sao tôi cũng họ Thiên rồi này nọ, nó không phải như vậy. Rồi, rất là rõ ràng, cha mẹ là công bình, kiệt là công bình, họ Thiên đứa nào cũng giống nhau. Đứa mới vừa vô nghề họ Thiên khấn về hướng Đông Bắc ngàn qua cũng là giống nhau. Một người theo kiệt năm 10 năm cũng giống nhau, 12 đứa, 12 đệ tử đầu tiên họ Thiên cũng giống nhau. Thì tất cả mọi người giống nhau. Thì cái clip vừa mới ngày hôm kia 3 ngày lên để thông báo, một con số người buồn nó mua vé rồi, không phải một người, rất là đông người nó không mua vé rồi. Vé thì mình đổi ngay lại, ở nhà coi phim video được rồi. Cho nên sáng nay vô đây ngay văn phòng để làm việc thì nói chuyện vu vơ mấy câu rồi xong để cho mà mọi người có kịp thời giờ để cancel vé máy bay hay là phải tính sao, chứ lúc đó đó thì không có cho lên núi, lúc đó mất lòng rồi cái ngã lên rồi công cái bữa giờ kiệt lùa được mớ đi lên thuyền Bát Nhã về với cha mẹ, đến lúc đó rồi cái nhảy xuống thuyền đó là nhảy xuống trở lại sống chung với ma quỷ nữa. Thế này thế giới này ma quỷ nhiều lắm, con với cha mẹ xuống đây đa số là quên hết, làm đường lạc lối nhiều. Ở ngoài đường á mình gặp 10 người á, là hết 9 người, 9 người rưỡi á, là không thể hiểu gì hết. Đó là ngắn gọn mấy lời nhắn nhủ. Rồi mục đích mình làm cái lễ ngay ngày 30 tháng 4 là mình dùng chữ đại tiệc thôi nha, không có cúng. Đại tiệc cho mấy ông hồn thiên sông núi của nước Việt, thì những hồn thiên sông núi, những vị thần đó, họ phong tục của mình sao thì mình phải vậy. Cũng như sử như ngày xưa giờ mình cúng ngày Hùng Dương, vua Hùng Dương, Lạc Long Quân Âu Cơ, cúng ngày Trận Đạo, cúng ngày Nguyễn Ông Trực, cúng những vị thần, những hồn thiên sông núi giống như những người tuẫn tiết trước 75, họ cũng thành thần nhưng thần nhỏ. Thì cái phong tục của mình từ xưa giờ là cúng mạng, thì sẽ cúng mạng, thì không có muốn những người họ thiên mạng trai trường hay là những người tìm cách lên đây để mà xuyên tạc. Cái thế giới ma quỷ này mình làm chút 1 tỷ chuyện nhưng mà họ không hiểu nữa chuyện, họ cũng có thể xuyên tạc nữa, rất là khó. Tại vì họ có cái áo giáp màu vàng và họ có cái áo tràng màu xám, và họ là con chiên rất là cực đoan, cho nên rất là khó khó mà phân biệt chánh và tà. Thường chánh đó, thì cứ từ tâm, cái gì nghĩ sao nói vậy. Còn tà đó thì lúc nào cũng có che chuốt bề ngoài, chải tóc dầu thơm. Còn chánh này á, lúc nào quân mặc bình, của bữa nay đi làm thì hơi sáng vô cái chỗ này chỗ làm việc thì không bằng về mặt bề ngoài cái hình thức, thì Kiệt thật sự không có bằng ai hết, nhưng mà Kiệt nói chuyện là từ tâm và từ cái khởi ý lên nói, chứ không có như những người nói theo cái lời nói và cái lập trường đã ghi giấy xuống và cố tình nói ra những cái đó để mà ru ngủ cộng đồng. Cái ngày lễ đó đó chủ yếu chúng ta, những đứa con họ Thiên khắp thế giới
cũng nên tùy theo mỗi quốc gia nào mà thích hợp, thời giờ nào cũng giống nhau. Từ cái ngày đó cũng là ngày kỷ niệm, là cái màn kịch của gọi là phe chánh á, phe đó, phe chánh là phe Việt Nam Cộng Hòa đó, bị bỏ rơi. Thì 6 triệu chim hiền mà hội đồng chư Phật và cha mẹ và Đức Thầy bắt đầu cho rải rác ra, giống như một đàn chim dở tổ vậy đó, để mà đi ra đi, để mà có một ngày quay trở lại, để mà phục hưng lại đất nước. Đó là cơ vận. Nó đi trong Kiệt, Kiệt nói như một màn kịch. Còn quý vị không có hiểu Kiệt là ai, cũng không có biết Kiệt đang làm gì, thì quý vị phan hãy phê phán, phan hãy chửi Kiệt này nọ nha. Thì từ trước 75 thời ông Diệm, tất cả đều là màn kịch của bề trên hết, để mà xả cái nghiệp. Cả Bác Hồ cũng là người xả nghiệp, xả nghiệp là Bồ Tát nghịch, để cho nước Việt đi thụt lùi lại 100 năm cùng cực. Rồi những cái đàn chim hiền đi ra đây chắp cánh, là tức là sanh sôi nảy nở con cháu để chờ chờ cái gì. Không phải qua đây là mình lo bản thân của mình ở nước ngoài rồi mình giàu có, rồi mình quên đi cái cội nguồn của mình. Không, mà trên không có tính như vậy. Nếu tính như vậy chỉ cho một nhóm người đi chừng một quốc gia, hai quốc gia thôi, cũng giống như kiểu như người Phi hay những người quốc gia nào cũng có vô định cư của Mỹ. Mà tại sao riêng người Việt rải khắp năm châu, từ châu Âu, châu Úc, châu Mỹ, Canada, và bây giờ tới Phi Châu nữa, cũng có nữa. Đó là vì cơ vận là đi như vậy, để sau này cả thế giới khắp năm châu đều có người Việt, các quốc gia luôn nha. Bữa có một số người còn ở Brazil nữa chứ, rồi một số người dĩ nhiên là ở bên những nước Đông Âu thì rất là đông, Tây Đức, Đông Đức đồ đầy đủ hết, chỉ có như Nam Cực chưa thôi à, phía Bắc Cực chưa có, Alaska cũng có luôn rồi đó. Những cái đảo hay những quốc gia nhỏ bên Phi Châu cũng có. Thì 6 triệu chim hiền này sắp sửa sẽ được về đó. Vì các bạn hôm nay đã đi đồng bộ, đã ăn khớp 4-5 năm về trước, Kiệt lên mạng Kiệt nói là mong cho mấy lãnh đạo đi thượng thiên để mà đúng như cơ trời. Tại vì mấy mấy lãnh đạo của mình có thông minh tài giỏi cỡ nào, bác Thưởng hay bác gì ta, bác Trọng, cái bác gì mà nghe nói sắp sửa lên làm tổng bí thư đó, bác Huệ Huệ gì đó, hay là bác Chính gì đó, giàu có thông minh lỗi lạc cỡ nào, tài ba cỡ nào, cũng không bằng trên khiều con cái, cho ăn khúc củi rồi đốt lò hết rồi, hay cho cái bệnh cái là đi Nhật chữa bệnh nữa, à giống như bác Thưởng ngày xưa đi Nhật chữa bệnh đó, mình khấn ba cây nhang. Thì chung quy lại cái buổi khấn đó, mọi người mọi nơi đều nên ở lại chỗ của mình rồi tự ở sau khấn, vì chim hiền đã mòn, đã mỏi cánh rồi thì cũng già gần gần 50 mấy, tính ra tuổi Mỹ thì bữa mấy đứa nói là năm 67, 67 trừ lại là năm mấy tuổi. Mỹ nó tính theo con số trừ nha, nó không tính như kiểu Việt Nam mình là trong cái bụng là tính 1 tuổi. Còn người Mỹ đó là trên giấy tờ của Việt là 1967, còn ngoài thiệt đó là 165, tay sụp lại 2 tuổi để đi học. Thì giờ mình cứ nói nó hơi lộn xộn, mình nói theo giấy tờ luôn là 67 đi. 67, 2003 là bao nhiêu năm mấy á, thì cũng già, mỏi cánh. Tại vì cơ vận đi trễ gần 6-7 năm. Mà nhờ 6-7 năm cơ vận đi trễ, có nhiều người đổ thừa là cơ vận trễ là do Kiệt khấn. Đó đúng. Là vì 10 chết 7 còn 3 Kiệt không muốn. Mình thà Kiệt già, Kiệt chịu khổ. Mỗi một ngày mà ngồi chờ đợi mà Đức Thầy xuất hiện, chờ đợi cơ vận đó, khi mình đã biết nhiều quá đó, mình có những lúc ngồi phải buồn chứ, mang sắc phàm ai cũng buồn thì cho nên nó cũng mau già đó quý vị. Còn thà quý vị không biết vô tư thì khó hơn, còn này
phải lo trọng trách lớn trên hai vai, thì lo nhiều thì nó khác hơn. Cho nên những ngày đầu năm 2018 Kiệt ra cái clip đầu tiên mà như quay chơi thôi, nhưng mà nó là thiệt luôn, nói về cái thời cuộc hôm nay nè. Bắt đầu chưa quay ngay cái nhà mà lúc đó mặt còn trẻ, hôm nay thì khác rồi. Cho nên chị cũng chờ lâu lắm, chị cũng muốn cho nó lẹ, thì mình khấn để cho nó qua lẹ, chứ không phải mỗi lần mình khấn. Cái nhiều người nói anh khấn cái cơ vận đi chậm lại, không phải, lần này khác. Lần này thứ nhất là chị cảm ơn Hồn Điên Sông Núi đã bao che nước Việt cho tới ngày hôm nay. Tuy là cầu què cầu bạc, chết không chết, sống không sống, để cho những đứa con của Phật sống chung với những đứa con của quỷ trên nước Việt, nghèo không nghèo, khổ không khổ, te tươi hay là chết Covid như đóng cửa như những nước khác thì không có, đều đã được phong lại và được che chở. Thì do Hồn Thiên Sông Núi, và cũng do Hồn Thiên Sông Núi che chở, cho nên hôm nay nước Việt, Mỹ đã ngã vào tay của Mỹ, không còn theo Trung Cộng nữa, thì biết là vậy, cơ bản biết vậy. Còn ngoài mặt đời thì quý vị cứ coi tin tức hoặc là hỏi Bác Trọng mới biết. Thế còn cơ bản thì mấy vị nói là nước Việt cuối cùng theo Mỹ thì đúng cơ bản. Chứ tại sao lúc này ngày hôm kia tuần rồi tòa ngoại trưởng của Mỹ là ông Tony Blinken qua bển họp với mấy bác mình bển, nó có lý do. Là vì giống như chúng ta thôi, một cái nhà cũ hay là một cái building, một cái tòa nhà mà không còn xài được, cũ mục rồi, thì trước khi mình đập nó xuống thì mình cũng phải có bản vẽ cái building mới để mình xây lên đó, đúng không? Thì cái này cũng vậy, một cái cầu nói là như vậy, chứ không có hẳn là ngày mai cái miệng nó vô liền. Và đồng thời bề trên nó cũng thương để che chở, là khi mà đụng độ Biển Đông là chắc chắn là đụng độ rồi đó, Trung Cộng chia 5-7 là chắc chắn chia 5-7 rồi đó. Nhưng mà ít nhiều á, cái cơ hội này để mà Mỹ nó binh mình, nó lấy lại Hoàng Sa Trường Sa trả lại cho mình. Và đồng thời á, là Trung Cộng á, nó không có mang vũ khí, là chuyện nói chuyện thẳng luôn, không cần nói bóng gió, nó không có mang vũ khí và tiễn vô Sài Gòn hay Hà Nội hay là Đà Nẵng, mà nó bắn ra ngoài biển, để cho ngoài biển nẻ vô trong mình thì ai là chết, mình sẽ trở thành Ukraine thứ hai đó, quý vị biết không? Và đồng thời nó lấy Đài Loan không được thì thôi, nó lấy nước Việt đây, nó đâu có muốn lỗ vốn. Việt Nam dễ nhất hơn Đài Loan, quý vị biết không? Việt Nam không có vũ khí, không có những cái không có tiền để mà mua đồ xịn, không, còn toàn là ba cái đồ cũ của nghe để lại không biết bắn trúng không nữa, xăng nhớt không biết mấy chiếc máy bay tàu ngầm đồ không biết còn xăng không. Lúc trước chị nói là như năm trước chị có nói mấy chiếc tàu ngầm mà Bắc Dũng mua đậu ở ngoài, mấy chiếc tàu ngầm mà kilo vậy đó, mấy chiếc bây giờ chắc cũng khó mà xài được, tại vì có nhiều xăng nhiều dầu pha vô rồi vô rút đi bán hết, bây giờ chạy không biết nổ máy chạy không nữa, đừng nói gì đi chiến đấu. Ấy là Phật, đó là sự thật. Ở ngoài đời chị không có biết nhiều về thực tế ngoài đó như thế nào, nhưng mà chị muốn hỏi bất cứ chuyện gì thì chị biết chuyện như vậy. Chị hỏi bữa nay quốc phòng của Việt Nam có đấu lại với Miên không, thì quý vị trên nói dư sức, tuy là đồ cũ nhưng mà thằng Miên nó trả lại gì, sau này Miên với Lào là nhập nhau nước Việt nha. Cái chị hỏi Tàu nó có dùng Việt Nam để làm bãi chiến trường không, thì cái đó là tùy theo lãnh đạo và tùy theo cái nghiệp của nước Việt và tùy theo ba cái nhang của chúng ta đó. Hôm nay việc lập bàn thắng là để cho nước Việt Nam đừng có thành bình địa thôi, quý vị có biết không? Ngoài nhiều người hiểu về tâm linh họ không có hiểu
họ cứ nghĩ mỗi lần kỳ khác là cơ bản trễ tùy theo lúc. Lúc trước kỳ khác cơ bản bị trễ 5 năm, Đức Thầy hút 99 năm không quay lại, chưa quay lại. Nhưng mà thà mình trễ mà mình cứu được hàng tỷ tỷ người, và những cái gì mà xây trên quả địa cầu này nó đã xây sẵn, nó không bị đổ nát. Bây giờ thấy bên Ukraine chỉ có mới có chưa đầy năm mà nguyên cái quốc gia thành như một đống gạch vụn rồi đó. Và nước Việt mình nó biết chừng nào mới có tiền xây, thế giới đâu có cho mình tiền đâu. Khó lắm là Phạm Nhật Vượng mới xây được và cái building gì đó, chứ còn mà Hà Nội vài cái building thôi, so với người ta mình đâu có nhiều nhiều cái tòa nhà đâu, cao ốc đâu. Thôi mình gắng xin để mình giữ lại cái định luật của thế giới vô hình với định luật của mình đó, là chúng ta cũng y như những đứa con hư nha, chúng ta là những đứa con hư mới ngồi đây. Thì mình muốn gì mình phải ngoan ngoãn, thì mình khoanh tay mình xin cha với mẹ của mình đã kể đang nói về mặt đời. Thì quý vị có một đứa con nó hư, nó đi rong chơi, nó đi ăn chơi hút sách ngáo đá, nó quậy quọng gì vậy? Rồi hôm mà nó vẫn chưa có chịu về quay đầu để mà lại ông bà tổ tiên, rồi khoanh tay xin lỗi cha mẹ để mà cha mẹ thương. Cha mẹ lúc nào nước mắt rớt xuống, nước mắt không rớt lên nha. Thì cha mẹ trời mình cũng vậy. Thì nước Việt kiểu đang với nước Việt giống như thằng con hư vậy đó. Thì mình phải khánh, mình phải quay đầu thì bề trên mới cứu, và hội đồng chư Phật đầu thai vô Việt Nam người ta mới khánh theo. Còn mình cứ chơi chơi, mình cứ lì lì, rồi những cái người như Kiệt từ ở hành tinh ở tầng trời 36 lọt xuống đây để cứu nước Việt, mà quý vị cứ chửi Kiệt tối ngày, chửi một mình Kiệt, Kiệt không quay về giận với tâm từ bi Kiệt khánh. Nhưng mà những vị Bồ Tát trên hội đồng chư Phật mà xung quanh Kiệt á, trong vô vi họ đều biết hết. Quý vị có tưởng tượng như vậy không? Nó là thật đó. Rồi là rồi hồn thiên sông núi Kiệt thường tiếp xúc với họ, họ nghe được, họ cũng buồn, thì làm sao mà họ giúp nước Việt? Cho nên bớt chửi Kiệt á, thì nước Việt bớt đói và kinh tế còn lên, còn có những cái sự nhiệm màu khác. Bây giờ thời cuộc đến ngày hôm nay Kiệt đã lộ cơ cũng nhiều, Kiệt không có phải là ngã mạn, Kiệt thương nước Việt, Kiệt mới nói lên những lời thật này. Tại vì khi chửi một mình Kiệt thì không sao, nhưng mà những vị hộ Kiệt là hồn thiên sông núi, họ là người thế gian, họ ở về cái cấp bậc đó là họ thấp hơn Kiệt. Bây giờ quý vị cứ anh thí dụ như mình có ai á, mà chửi Bác Hồ hoài á, nếu Bác Hồ là người tốt đi thì mà chửi hoài thì như là ai cũng nghĩ Bác Trọng là người tốt, cứ chửi ông hoài có phải là bị công an bắt không, có phải là bị phạt không? Kiều cũng vậy, ở ngoài kia những đứa nhỏ không có biết thì cứ nghiên cứu nha mấy con, tại vì bác đang cứu mấy con á, tại vì thế hệ của mấy con là giữ nước Việt, chứ còn Bác Trọng là đâu còn bao lâu nữa. Những nhân tài ở ngoài về bác Huệ hay là bác Thưởng, bác này bác nọ, giàu cho có ra ứng cử cũng đâu đâu có đâu có đạt bằng những cái người học bằng cấp ở Mỹ. Bằng đây là bằng cấp Việt Nam, rồi bằng cấp mình viết lên, mình muốn viết tiến sĩ, thạc sĩ là do tự tay của người nhận tiền người ta viết. Rồi bằng cấp này là bấm vô computer của Mỹ là nó có, là cả một cái hội đồng giáo dục của Mỹ chứng nhận bằng cấp Mỹ sẽ được thắng cử. Sáng sớm nó còn hơi kéo đàm. Với là kiểu gặp bằng khấn ngày 30 tháng 4 là để tạ ơn hồn thiên sông núi đã chịu cực khổ với chúng ta gần yêu ta 75 tới giờ là 48 50 năm đó, nó nhiều ý nghĩa. Mà hôm buổi đó thì sẽ lo mấy bên phần chay, còn bên phần mặn á là giao cho mấy bác HO lo. Và có một điều nữa nên nhớ về mặt đời an ninh,
Mấy bác ô không có để cho những cái người mang giả bộ mang họ thiên mà trà trộn vô đó để mà quậy đó đó nha. Nếu người nào mà phạm thượng á, thì sẽ hối hận, mà không phải là hối hận bình thường nha, hối hận không kịp á. Thì những gì thì nói được thì kiện nói, quý vị cứ uống nước nóng rồi. Sớm nhiều hãng chưa kịp hợp hành gì hết, nói mấy câu rồi kịp lên. Chung quy lại bữa đó, những người nào mua vé rồi mà cố tình mà 3 ngày 3 mướn từng á thì đổi vé lại ngày 1 tây tháng 5 thì ok, còn mà muốn lên dự buổi lễ chỉ có một số đệ tử mà hộ pháp, gọi là hộ pháp lo cho núi lâu nay á, sau này kỳ đi về Việt Nam những hộ pháp này cũng sẽ tiếp tục lo cái núi Kiền Giao lại cho họ, để mà có một cái nơi để quý vị khi nào có chuyện gì á, về đảnh lễ cha mẹ thì những người đó. Gia lại Kiệt đã giải thích cái núi Kiệt đặt đầy bàn hết trên sân, 50 bàn 100 bàn thì mình không có chỗ đi mà mình cũng không có được phép đi. Khi mà Kiệt cúng cái này là có cha nè, có Long Vương nè, tất cả những tầng trời là Như Bồ Tát, Thanh Văn, Viên Giác, rồi Long Cung lên, rồi Thiên Binh, Thiên Tướng, rồi cộng thêm hồn thì trong núi mà 5-7 nghìn năm, quý vị tưởng tượng nó cả triệu triệu người đầy sân. Còn hơi của chúng ta là người, con người của mình á, tuy là hôm đó mình có cái áo đồng phục mình mặc đi nhưng mà vẫn còn có cái trượt trong đó, còn sự hôi hám trong đó. Cái luật hồi xưa giờ mấy vị nói khi mà mình lên nhang mình khấn là tất cả phải im lặng, im như là ngồi thiền vậy đó, không có được nhúc nhích nói chuyện ồn ào. Mấy vị cũng như mình, họ mình đi dự một buổi tiệc lớn mình cũng không có phải ồn ào, cho nên cái sự kiểm soát á, Kiệt rất là bận lúc đó thì không có nói chuyện được, thì Kiệt đọc sớ rồi. Còn những người đã theo việc lâu ngày trên núi dự những buổi lễ này họ hiểu ý, phải ngồi im lặng, không có ai mà nói chuyện gì hết, nói chuyện là bất kính. Tại vì các vị cũng như mình, họ cũng bạn bè ở chợ, người trên trời, người dưới nước, nhiều khi gặp nhau họ vui, họ ngồi nói chuyện. Còn mình đứng trong đây mình nói chuyện, mình ồn họ, họ sẽ ngó mình, rồi họ sẽ ho làm cho buổi lễ nó không có trang nghiêm. Bữa đó coi video được lại, đâu cần tới. Đấy là gì? Do mình bị còn cái chấp á, bớt đi. Là thật việc thật, con thiên đứa nào mẹ nói Kiệt sẽ thương tất cả mọi đứa con thiên trên thế giới đồng điệu nhau, chứ không có đứa nào thấp đứa nào cao hết. Nhưng mà cái ngày đó mình không có chỗ để mình đứng, vì gì mình phải dồn cho một cái góc ở trong thư viện đứng chừng 50 người thôi. Bữa đó nội mà những cái ban bệ mà xưa nay mà tuần nào cũng lên núi lo cho núi là cũng 50-70 người, còn ở xa mà tới nữa mà lên số lượng trên 100 người là thôi bó tay không biết đứng đầu. Mà nó rất là yên tĩnh và trang nghiêm à, đó là không phải là một buổi lễ bình thường, cộng lại với khao đi nó cũng chưa cho mình tự do sinh hoạt. Buổi lễ đó sẽ gồm có tạ ơn Hồng Thiên Sông Núi bao che cho nước Việt, và hôm nay là cũng là lúc cơ vận đi đúng thì cảm ơn bề trên. Cái nhà sắp sập thì cái bản vẽ mới cũng phải ra đời phải không, giống như là xưa cái Twin Tower khi mà nó bị bể xuống thì Mỹ nó vẽ lên và nó cũng mọc lên một đống building ngay chỗ đó, mấy cái nhà ngay đó. Thì nước Việt bây giờ vậy thì biết là vậy, cơ bản vậy. Còn hiện giờ mặt đời á, họ cũng còn nghĩ là sẽ còn phe trục là nghe Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam, bốn nước, Cuba nhỏ xíu không tính đi,
cái bữa nay ông Pháp mình cứ len sen vô vô mình để sau này sẽ trả nghiệp á. Thì Macron sẽ trả nghiệp cho Pháp, cũng giống như Hussein trả nghiệp cho Miên vậy, mấy gì nói. Rồi thêm ông Brazil bữa nay cho chút đồ ăn kéo rồi nịnh nịnh chạy.